Xin kính chào quý khán giả đã đến với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. 13 giờ anh Trần Thanh, 30 tuổi, quê tại tỉnh An Giang, tài xế xe ôm công nghệ vừa trả khách tại điểm đến, ngay lập tức vội vã ngóng cuốc xe mới. Với cái bụng đói mèo, anh Thanh vẫn chưa cho phép bản thân nghỉ ngơi, bởi từ sáng đến trưa, số tiền anh kiếm được vẫn chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Tranh thủ chạy được giờ nào hay giờ đó, bây giờ tài xế nhiều, cạnh tranh lắm nên không thể nghỉ trưa lâu được, anh bộc bạch. Là tài xế xe ôm công nghệ tại thành phố Hồ Chí Minh hơn một năm, anh Thanh chua chát thừa nhận rằng thu nhập của anh ngày càng giảm. Mỗi ngày, thay vì chỉ làm việc 10 tiếng, anh phải tăng tốc chạy thêm 2 tiếng nữa để kiếm thêm cuốc. Trước đây, với 10 tiếng làm việc, anh có thể kiếm được từ 600.000 đến 700.000 đồng trên ngày. Nhưng hiện tại dù có chạy 12 tiếng trên ngày, số tiền anh bỏ túi sau khi trừ các chi phí xăng xe, bảo dưỡng, ăn uống chỉ vỏn vẹn hơn 200.000 đồng. Với mức thu nhập này, anh phải cắt tiền gửi về cho bố mẹ hàng tháng vì chỉ đủ lo cho bữa ăn hàng ngày ở thành phố. Cách đó không xa, tài xế Thanh Tùng, 41 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, đang chăm chú vào màn hình điện thoại để chờ giao đơn hàng mới. Xung quanh chỗ anh đứng tầm 5 mét, có đến 4 tài xế cũng đang đứng chờ cuốc. Thời buổi này tới nghề tài xế cũng cạnh tranh. Mỗi ngày chạy xe ra đi làm, cứ đi một chút lại thấy tài xế xe ôm công nghệ. Thú thật tôi cũng ngán lắm. Anh Tùng cười trừ, nói. Anh Tùng mới làm tài xế xe ôm công nghệ được 2 năm, nhưng thu nhập đã giảm 30% so với thời gian đầu mới làm nghề. Để có tiền nuôi gia đình nhỏ, anh phải làm thêm công việc khác. Vợ anh từ nội trợ giờ cũng phải đi làm để phụ chồng gánh chi phí sinh hoạt. Theo thạc sĩ Huỳnh Phước Nghĩa, Phó Viện trưởng Viện Đổi mới Sáng tạo UEH, hiện tại và trong tương lai, tài xế xe ôm công nghệ phải tập thích nghi với thu nhập giảm, phải làm việc nhiều hơn, đa dịch vụ hơn với hãng dịch vụ. Ngay từ đầu, hãng xe công nghệ sẽ dùng chi phí thấp để tạo sự hấp dẫn cho khách hàng và các đối tác, tài xế, người giao hàng. Khi lượng tài xế ngày càng đông mà nhu cầu thị trường không thay đổi, họ sẽ siết lại để giảm quy mô tài xế, đảm bảo cân đối nhu cầu, lúc đó mới tăng được thu nhập của những tài xế còn lại, ông Nghĩa nhận định. Anh Thanh cho hay, anh từng là công nhân tại nhà máy sản xuất giày ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm đó, công ty trả cho anh mức lương khoảng 8 triệu đồng trên tháng và anh chỉ cần làm việc 8 tiếng trên ngày. Sau 9 năm, anh bị công ty sa thải trong đợt giảm biên chế vào một năm trước. Thấy khó tìm việc, anh đăng ký làm tài xế xe công nghệ. Nghe đồng nghiệp nói nghề này tự do, lại kiếm được nhiều tiền nên tôi đăng ký làm. Đúng là thời gian đầu tôi kiếm được nhiều tiền thực, có dư giả gửi về quê cho bố mẹ. Nhưng không ngờ bây giờ nghề này quá cạnh tranh, tiền làm ra còn không đủ, một mình tôi chi trả cho các khoản phí khi sống ở thành phố lớn. Anh Thành nói, nam tài xế cho biết anh đang tìm việc khác hoặc ít nhất trở về làm công nhân. Anh không muốn gắn bó quá lâu với nghề tài xế. Tôi còn trẻ nhưng làm một thời gian ngắn đã thấy sức lực cạn kiệt. Hằng ngày chạy xe 12 tiếng, mắt tôi cay, mờ, cổ lưng cũng rất đau nhức. Tôi nghĩ có một nghề chuyên môn sẽ tốt hơn là làm tự do thế này, đồng tình với anh Thanh. Anh Tùng bộc bạch, anh cũng sẽ tìm một công việc khác ổn định hơn trong tương lai. Bản thân anh cũng xem nghề tài xế là công việc phụ, để anh kiếm thêm một ít tiền lo cho gia đình. Theo nghiên cứu đánh giá thực trạng đời sống người lao động và thực tiễn công tác quản lý hoạt động dịch vụ xe ứng dụng nền tảng công nghệ tại thành phố Hồ Chí Minh do Ban Dân vận Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Nghiên cứu đời sống xã hội thực hiện. Những tài xế này trước đây phần lớn trong số họ đã có công việc khác, thậm chí có 27% tài xế xe công nghệ hiện nay là các tài xế xe ôm hoặc taxi truyền thống chuyển sang. Trong số 400 tài xế được khảo sát, số tiền vay của những tài xế xe hơi lên tới hơn 48 tỷ, tương đương với hơn 350 triệu trên tài xế xe hơi. Con số vay trung bình đối với tài xế xe máy là gần 20 triệu trên tài xế. Có đến 67% tài xế xem đi là công việc ổn định, nhưng vẫn có 28% tài xế muốn chuyển sang nghề khác. Cục thống kê thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh tháng 11 và 11 tháng năm 2023. Theo báo cáo, trong tháng 11, các thành phần kinh tế đã giải quyết việc làm cho 23.924 lượt người, nâng tổng số giải quyết việc làm trong 11 tháng năm 2023 là 291.985 lượt người, đạt 97,3% kế hoạch năm. Trong tháng 11 có 12.491 chỗ việc làm mới được tạo ra, nâng tổng số việc làm mới 11 tháng là 131.865, đạt 94,2% kế hoạch năm. Về giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp,
trong tháng 11, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp cận 14.227 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 14.938 người lao động. So với tháng 10, trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng 2.016 trường hợp, số lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng 1.298 người. Lũy kế từ đầu năm đến nay, thành phố đã tiếp nhận 142.704 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 140.645 người lao động đủ điều kiện. So với cùng kỳ năm 2022, trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng 14.057 trường hợp, số lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng 15.677 người. Theo Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 11 ước tính tăng 3,1% so với tháng trước và tăng 21,5% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy tín hiệu tích cực về sự phục hồi của ngành công nghiệp thành phố. Tính chung 11 tháng năm 2023, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp tăng 3,4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chỉ số tổng kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong tháng 11 ước tính tăng 2,4% so với tháng trước và tăng 18% so với cùng kỳ. Chỉ số lao động làm việc tại các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến chế tạo trong tháng 11 tăng 0,4% so với tháng trước, nhưng giảm 4,1% so với cùng kỳ. Tính chung 11 tháng năm 2023, chỉ số lao động giảm 2,8% so với cùng kỳ. Trong đó, một số ngành có chỉ số lao động tăng như sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 32,7%, sản xuất xe có động cơ tăng 26,6%, công nghiệp chế biến, chế tạo khác tăng 23,4%. Một số ngành có chỉ số lao động giảm như sản xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm 17,8%, sản xuất sản phẩm từ khoáng kim loại khác giảm 12,1%, thoát nước và xử lý nước thải giảm 9,4%. Tại Bình Dương, tình hình đơn hàng sản xuất của doanh nghiệp vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi. Các công ty chưa tuyển dụng, người lao động thất nghiệp vẫn khó tìm việc làm trở lại. Ghi nhận thị trường lao động tại Bình Dương, những tháng gần đây vẫn chưa sôi động trở lại. Hầu hết các doanh nghiệp chưa có đơn hàng mới, chưa tuyển dụng lao động. Trong các khu công nghiệp ở thành phố Tân Uyên, rất ít công ty sản xuất, tuyển dụng lao động ồ ạt, chỉ tuyển lao động có tay nghề và số lượng chỉ vài người lao động. Trong khi đó, tại thành phố Thuận An và Dĩ An, doanh nghiệp cũng chưa tuyển dụng lao động, nhiều công ty còn cắt giảm bớt lao động, người lao động vào các khu công nghiệp Sóng Thần, Đồng An, VSIB nhưng gần như không có công ty nào tuyển dụng lao động. Mặc dù không có doanh nghiệp tuyển dụng nhưng mỗi ngày vẫn có cả trăm lao động vào các khu công nghiệp với mong muốn tìm được việc làm. Đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Dương cho biết, đầu tháng 6 2022 có một vài doanh nghiệp tuyển dụng gần 1.000 lao động nhưng đó chỉ là hiện tượng rất ít. Tình hình chung các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng vẫn chưa có dự báo khởi sắc. Ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, hiện nay có khoảng 200 doanh nghiệp tuyển dụng, số lượng chỉ khoảng hơn 3.000 lao động, tập trung lao động kỹ thuật có tay nghề. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, 6 tháng đầu năm, tỉnh tạo việc làm mới khoảng 14.100 đầu việc. Trong khi đó, số lao động thất nghiệp được duyệt chi hưởng bảo hiểm thất nghiệp lên tới 55.000 lao động. Doanh nghiệp ít tuyển dụng, số người thất nghiệp tăng lên là nguyên nhân chính khiến người lao động khó tìm được việc làm trở lại. Ngoài ra, lý do khó tìm được việc làm còn từ phía người lao động, nhiều người thụ động, ngại chuyển đổi việc làm hoặc ngại di chuyển. Việc làm đã khan hiếm nhưng nhiều người vẫn chọn lựa, có trường hợp ngại đi xa, nhà máy chỉ cách nơi ở 4 km hoặc 10 km cũng không đồng ý. Có trường hợp thì chê không có tăng ca, không làm. Có trường hợp thì chỉ muốn làm thời vụ để chờ công ty cũ hoạt động lại trở về làm việc. Vậy nên, nhiều lao động thất nghiệp thời gian dài khó tìm được công việc mới. Đại diện một công ty cung ứng lao động ở khu công nghiệp V-Ship, thành phố Thuận An, Bình Dương chia sẻ. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.